Em chào cả nhà yêu lan. Ngày hôm nay thì em sẽ lên 4 đơn lan rừng để cả nhà mình cùng ngắm. Và anh chị nào chưa có mà yêu thích dòng lan này thì có thể sưu tầm và ủng hộ em nhé. Đây là những tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì sau mỗi lần đi rừng mà tình cờ nhìn thấy những cái khúc lũa đẹp thì em đã mang về và ghép những cái cây lan hỏa hoàng cam này lên. Và vì thế thì cái chất lượng để mình chơi nó vẫn cao hơn là so với mình trồng chậu cả nhà ạ. Ngày hôm nay có 4 đơn thì mỗi đơn có giá là 200k. Được rất là nhiều cây và đang có hoa, có nụ và có hoa. Đấy, đây là một dòng lan đơn thân rất là đẹp luôn cả nhà này. Đây là đơn số 1 giá là 200k nhé cả nhà nhé. Đấy. Được khá khá cây, cây to. Đấy, đơn số 1 200k. Lũa, lan ghép lũa. Đơn số 2 cũng là 200. Đây, trên một cái khúc lũa khoan lỗ và được em trồng rất là đẹp này. Đấy. Đấy, hoa rất là đẹp, đang có nụ đấy nữa. Vừa có thể ngắm hoa mà nụ đang lên, bữa sau lại tiếp tục chúng ta ngắm tiếp. Đơn số 2 giá là 200k cả nhà. Tiếp theo thì đơn số 3 giá là 200k, cũng là hỏa hoàng cam trên lũa. Thì gồm có 1, 2, 3, 4 bông. Bông này mới nở này. Đây còn đang có nụ này. Đó. Đơn này thì cũng có giá là 200k. Đơn số 3. Lũa nó không dựng đứng được. Đấy. Em phải để ngang. Chứ thực ra treo lên đây. Thế của nó này rất là đẹp luôn cả nhà này. Đó. Cực đẹp luôn. Treo có móc treo hẳn hoi rồi. Giá là 200k cho đơn số 3 ạ. Tiếp tục là đơn số 4 cũng là 200k. Đây chúng ta phải treo nó lên như này đó, nó đúng thuận chiều. Đấy, hoa rất nhiều luôn cả nhà ạ. Giá là 200k cho đơn số 4. Hỏa hoàng cam ghép lũa. Đấy. Cũng là 200k. Và ngoài ra thì em có mật ong rừng. Đây là mật ong rừng. Mật ong đất được em và các anh em lấy về này, rất là đậm đặc này, nhìn màu các anh chị có thể biết này, đặc sệt luôn. Đây là một cái dòng ong mà nhiều tổ gộp lại thì mình mới được 1 lít mật. Nó khác hoàn toàn với ong khoái nhá cả nhà nhá. Ong khoái thì một tổ thì nó có thể đến chục lít, hơn chục lít mật cũng có, nhưng mật nó rất là loãng. Còn cái mật này thì nó rất là sóng sánh và đậm đặc chất lượng. Và giá mà em bán thì là 700k một lít, 1 lít 700k. Mật ong rừng thật đấy thì giá nó không có dưới 700k đâu cả nhà nhé. Một số nơi họ bán có thể là rẻ hơn 500, 600. Nhưng mà có nghĩa là họ có thể pha mật ong nuôi vào một phần mật ong rừng đấy để bán. Còn em thì có sao bán vậy, đến mùa ong thì mới làm và bán thì giá thì em cũng công khai là như thế luôn. Đấy, không có rẻ hơn được đâu cả nhà ạ. Đây còn sáp của nó đây. Sáp rừng đó. Đó, màu mật trong những cánh rừng sâu này rất đậm đặc luôn. Bởi có nhiều loại mật hoa khác nhau ở trong những cánh rừng già và vì thế thì chất lượng mật ong ở đây thì rất là tốt. Hầu như năm ngoài nào em cũng có xuất đi mấy chục lít và cũng để dành một ít để hết mùa ong thì các anh chị ấy lại lấy. Các anh chị ấy toàn là những người khách quen thôi. Và đấy, quay trở lại với những cây lan rừng thì có 4 đơn. 4 đơn và các anh chị sưu tầm thì có thể gọi cho em đến số điện thoại là 0968 789 735 nhé. Em có để ở dưới góc trái màn hình đó, cũng như là trên tiêu đề. Và cỗ đó cũng là cái số Zalo của em. Và rất là mong các anh chị yêu quý và ủng hộ em nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video đây. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong những cái hành trình tiếp theo của em trên kênh ạ. Xin chào ạ.